Leventon Market hả? À, đi bộ vô là $1 một người, mà chạy xe vô luôn là $5. Ủa nhưng mà sao chạy xe cũng bắt khác bên này anh ơi? Yeah. Ủa vậy hả? À. Chợ này nằm gần sân bay Melbourne, Tullamarine. À, parking bên này. À, đưa $5 kìa. À, hỏi airport được không? Tại lát mình cần tiền cash á. Anh hỏi á. Nè, người ta bán đồ ăn cây, không biết cây đâu ta. Mẹ muốn chóp đi cô. Ôi. À, có thể đây là trái cây nè. Để mình coi thử. Cái chanh. Đây là hoa không mà để coi. Đào cái đồ. Em tắt đi. Vin ở Việt Nam là cây sao mình cứ quên tên hoài, cây cây rau mùng tơi. Mình mua thêm hai cây nữa hại, tại vì hai cái cây kia của mình thấy nó yếu quá. Mình giới thiệu với các bạn luôn. Các bạn biết đây là cây gì không? Cây lá gai. Anh này anh bán rẻ lắm, có $10 thôi. Cứng cáp ha, đẹp đẽ. Đó, lá gai. Mình sẽ trồng trong một cái chậu lớn để bỏ vô nhà. Ổi, fig. Cái này thì mình có rồi. Có cái cây đó đó, mình mua rẻ lắm, có mấy chục đô à, mà nó trời ơi nó trái. Trời ơi nó trái, mình phải nói chứ. Nó trái gì mà trái dữ dội vậy đó. Cái chậu nó có chút ép thôi đó các bạn. Đó đây nè, cái chậu nó cũng to đó, mình mua rẻ lắm, mình mua cái cô này cô bán rất là rẻ, cô người Philippines. Trời ơi trái nè. Trong chậu mà trái dữ không? Trời ơi thương. Rồi đây nhiều cây lắm, mình mua cây black currant này kia, những cái cây tà le không à. Strawberry, guava nè. Hôm nay mình mua luôn cái lemongrass, là tự nhiên quên cái tên Việt Nam là gì nhỉ, xả. Đó, xả nè, một chậu như vậy bỏ xuống tha cả mấy chục cây á. $7 ở Bunnings. Mình mua thêm một loại khoai nữa. Đó, em đứng đã đi. Và mình cũng không có hiểu sao là ở bên nước ngoài trồng được cây goji. Mình có một cây rất là lớn rồi nhưng mà mình vẫn thích mua thêm. Thì cũng bán ở Bunnings luôn, $4. Đây đó. Rồi cây hoa lài, mình chưa có hoa lài, mình mua luôn cây hoa lài nữa nè. Đó. Rồi cây mận này Black Temple mình có một cây rồi. Một cái bạn ngắn quá. Không. Ba con rồi. Bỏ cái lưới. Bỏ cái lưới này. Bỏ lên. Cây mía. Ai? À. Ở bên New Zealand trồng được mía mà anh. À, có bụi mía mà đúng không? Nó nhảy mà, mía có nhảy mà. Nhà mới có không? Mía đen đàng hoàng nha. Mà nhà mới có không? Rau sam và rau rau gì ha, đây là rau lang. Rau lang cái loại này nè, loại đỏ đó, loại tím đỏ. Mình phải giữ lại cái thét này thôi là mình sẽ quên. Cái thét này các bạn giữ lại đó thì nó cũng không có hư đâu. Mình thấy mình để được nhiều năm lắm, nó cũng cứ vậy hoài à.
Rồi trong cái miếng đất của mình không biết làm sao lại lon ton lên được cây cà chua. Đó thì mình trồng cây rau sam này. Rồi mình cũng có cả cây spinach Việt Nam, gọi là cây gì nhỉ? Mồng tơi. Mồng tơi nè. Rau sam nhìn đã quá. Thực ra rau sam nó mọc đầy nhà mình luôn đó. Đây là cây lá mơ nè. Cái cây lá mơ này hồi trước mình cho nó leo hết một cái hàng rào này. Mà thực ra mình cảm thấy nó quá phí đi. Tại vì mình không có thực sự mình trồng cho đẹp, cho thích vậy đó. Chứ cũng không ăn mà cũng à, đó hôm bữa nó ra to lắm. Nhưng mà bây giờ mình cắt hết rồi. Mình cắt hết, mình lấy cái những cái cây đó mình ươm. Ươm cũng lâu lắm nha. Những cái cây lá mơ này đó, mình để vào nước mình ươm đâu chắc cũng phải mấy tháng nó mới ra cái cây nữa. Và đây là cây đậu bắp nè. Đậu bắp này mình mua từ một cái cây nhỏ mà bây giờ nó ra như vậy là phải 3-4-5 tháng rồi đó. Nó lên chậm lắm. Mà dù là nắng đẹp luôn á, nó có trái nè. Đó, những cái cây này nó còn nhỏ hơn nè, nó ngắn hơn nè. Đó. Rồi đây là cây bồ ngót nha các bạn. Ai chưa từng thấy cây bồ ngót thì đây là cây bồ ngót. Đó, cây bồ ngót đó. Passion fruit. Passion fruit này là passion fruit mà banana. Banana passion fruit. Nó cái check nó ở ngoài trời nó vẫn đẹp đẽ. Sạch sẽ, không bị bay màu, không bị gì hết, rất là tốt ha. Còn đây là cái passion fruit bình thường. Đó, mình sẽ cho nó leo. Rồi. Nói chung mình cũng không giỏi trồng đâu nha. Mình trồng, đây là cây trà xanh của mình. Đây là cái cây xoài trồng từ hột. Mình tưởng nó chết rồi nha, nhưng mà nó đã sống lại. Thích ghê vậy đó. Hôm bữa mình đào từ dưới đất mình bỏ lên thì nó bị sao á, nó tự chết rồi mà hên nó vẫn còn sống nè, thương quá trời. Còn đây là hai cây kiwi nam nữ. mình phải cho các bạn coi. Một trái bí. Mình học được trên cái hội yêu thích thương yêu cây cỏ của Úc đó, là các anh chị đó chỉ mình là lấy một cây chậu này bỏ ở dưới để mà nó khỏi úng, và đúng là nó hiệu nghiệm thiệt nha. Còn mình đang cho nó bò dài bò ngang. Đây là cây khổ qua mà nó èo uột quá. Mình cây cóc nè các bạn. Cây cóc của mình chưa có trái đâu. Trồng từ hột, cái anh bán anh bảo trồng từ hột 5 năm rồi. Thì giờ mình trồng tiếp thôi. Cây bưởi. Rồi mình ươm vớ vẩn nó cũng ra nè. Đó. Còn cây phích nữa. Bưởi nha, bưởi năm roi. Đó. Cưng nhá. Không biết có lớn nổi không. Cây táo tàu có một trái, hai trái rồi. Thương ghê ha. Đó là cái cây cây lựu đó. Cây lựu nè. Rồi cây này là cây cóc. Cây này là cây nhãn. Có hoa, có lá mà xong có trái, buồn ghê. Mình còn có cây elderberry nữa. Elderberry. Mình cũng không biết nó làm sao nữa. Trồng thử thôi à. Này các bạn thấy cà chua nè. Trời ơi nó mọc quá trời luôn. Cây ổi của mình nè. Đó, cây ổi. Xa xa những bé ổi. Và đây là những cây xoài nho nhỏ. Mình cũng biết là nó sẽ cứng cáp không, mình sợ nó rụng quá. Buồn ghê ha các bạn. Ổi nè, đây những cây ổi nữa.
Đây là yellow cherry guava. Và đây là lemon guava. Đây là nguyên một cái dàn mía của mình. Và bây giờ mình đập tiếp. Mình đã đổ xi măng rồi, bây giờ mình sẽ đập tiếp để mà mình trồng mía xuống đây. Bây giờ mình đập nè.